xin chào cả nhà thân mến. Cả nhà ơi, hôm nay là tụi em có một cái hành trình đi vacation. Chưa, đi xuống nữa. Đi lên Las Vegas nha. Đang đi chùm cái xe đẹp lắm mọi người. Hành trình đi Las Vegas kỳ này có Leon. Nhà đẹp quá. Thì ông tụi em sẽ cái vùng này đi đến này. Những cái vùng mà lại tốn tiền mua sắm nữa rồi. Như đây nè, như đây nè. Quay no shit. Thiệt luôn hả Nga, ở đây luôn hả Nga, bà giỏi với Nga, bà ăn gì vậy? Ở nhà chị Toa rồi đó. Đó. Rồi, xe bà ta này đi. Nhưng mà chị chưa làm xong. Bà đang bill. Chị đang bill thôi. Đây chúng ta đang đón của chị Thích. Chị Toa, chị đi đơn giản vậy? Chị đang không? Bà vla ly chị kìa. Có không? Có vla ly không? Chị làm như đón học sinh vậy, bà trà, bà làm cái nước. Chị ơi. Ủa cái phía sau mình chật luôn rồi đó hả? Ở đây nè. Ông xã chị bỏ đồ ra cửa. Thôi bà đi đi. Đuổi luôn hả? Đuổi luôn. Ê chị có mang áo lạnh không? Las Vegas lạnh ngắt à nghe. Để trong túi nè. Có cái gì anh thì đưa ra trước. Yeah. Là lạnh. Okay. Là lạnh teo luôn đó. Cái xe chị nay làm tới đâu rồi chị? Đó, thấy chị làm cái cửa không? À chị cắt rồi đó hả? Ờ chị mới làm hôm qua đó. Trời ơi chị cắt luôn rồi chị Thoa. Sao chị giỏi vậy? Quá trời luôn. Đó, thấy chiếc xe đó chị gắn hai cái cửa đó cắt. Chị vậy chị định bán hàng trên luôn hả? Đâu có. Chứ cái đó. Đó cái xe này hay nha chị Thoa. À đã để đẹp không? Lần sau về là ta có xe đi rồi ha. Dạ. Hôm qua là cắt bây giờ, hai cái lỗ đang lấy cửa sổ đó đó. Rồi, bây giờ là Mỹ là giống như quê hương thứ ba của Tiểu Bình với là Ca Thành vậy hả? Đó tôi thích cái nhà này nè, cái cổng đẹp quá nghe. Đâu nhà nào? Chúng số mua cái thôi nghe. Đâu nhà nào đâu? Màu xanh là một cái chờ chút đi. Ủa nó hay dễ sợ luôn. Cái cổng hay quá phải không? Tôi đó. Đây nè cái cửa này nè. Nhà nào đâu? Nè. À cái cửa này hả? Ôi cái cửa đó có đầu đẹp Leon. Trời ơi như mà cái như giống như cái phim tàu hồi xưa đó nghe. Ờ thì tôi đang nói là cái cửa đó đi giống như đi vô cửa chùa. Nghe nghe bà không phải vua chúa xích beo vô đi. Này gọi là cuốn theo chiều gió. À mới vừa đề ba thì hình như là nó đi khu xa. Nếu nó đi khu rồi. Ngoài khơi nó không trả lời thì thôi. Rồi mình ngủ ngoài khô luôn rồi. Trời ơi hồi sáng này chị nếu mình chị biết này hồi sáng chị nói chuyện với nó được rồi. Nhưng mà chị qua Facebook chị thấy nó on á. Cả nhà ơi hôm nay đâu chị vô Facebook coi nó có on không? Không không on luôn nha mà từ từ chút nó on tới giờ đó. Tới rồi 4 tiếng lần mà cứ từ từ đi. Trong xe này ngủ cũng được mấy người. À, hôm nay vừa đi Las Vegas thì nhận một cái hung tin là hỏi Bình hung ơi. Hung tin là phải do chị Bình nói chứ bà đừng có nói. À Bình ơi mình có phòng không Bình? À mình á công ty cho mình 18, 19, 20. Mà bữa nay 17, 4 đứa xách 4 cái lồng đèn, 5 đứa xách 5 cái lồng đèn lên trên đó, không có chỗ ở. Công ty cho 18, 17 xách lồng đèn lên trển hết. Để làm gì phơi nắng phơi sương trển ha. Trời ơi tôi mà biết sớm tôi ở nhà tôi nằm trên võng tôi phơi còn sướng hơn nghe nha. Một cái hung tin mà. Một cái hung tin mà trời ơi bà nói bà phà cái hung tin mà bà nói rất là bình thường. Giống như giờ tụi mình đi. Giờ tụi mình đi vô McDonald's ăn cái gì nhẹ nhẹ vậy đó. Nó nhẹ nhàng lắm. Trời tôi nghe mà thiệt đó tôi đang lái chiếc xe là... mà tôi bị trên bên luôn. Cứ tưởng công ty lo cho chiếc xe 17, 18, 19, 20 ha. Cuối cùng là công ty là 18 mới cho phòng ở. Còn 17 lên giờ làm gì? Tự tung tự tác. Ờ thì đó chị kho rồi chị lên rồi cái chị ngủ tối chị lạnh cái tay rồi làm sao. Đồ quỷ nó không bao giờ nó tha nha. Ủa rồi chị ngủ lạnh cái tay chị rồi lại chị về chị sửa xe không được cái tay nó sẽ bị hư rồi chị sẽ lợi nhạc Thúy Nga chị lấy cái tay mà Thúy Nga mượn kẹp trong đó mỗi tối ngủ nữa. Trời chị thôi chị bảo là chưa chị đá đâu kìa. Chị đã mới học được cái câu giờ này. Tôi mới hiểu tại sao mà con Nga nó kháng khích với hai vợ chồng Đài Loan như vậy. Hai người bạn Đài Loan em xin đính chính. Hai người bạn Đài Loan trời ơi toàn là trển xuống không đó. Hồi xưa đó người ta có cái bài hát mà làm rơi ly ngọc ngà ba bà này chắc đổ cả thúng ngọc ngà nó mới đài xuống đây luôn bây giờ. Ồ
ơi. Mà mặt bà nói bà tỉnh queo quá. Bà tỉnh queo, trời tôi tưởng giỡn thôi, tôi ngó kiến chiếu hậu tôi nói sao bà này bà tỉnh dữ vậy, ai nhà thiệt. Bà nói lên đó lên có phòng đó đâu. Mới bút phòng hang. À, bà nói lên đó mình bút. Nó hồi đi lắm Vegas. Ok, em đi đâu chơi cũng đâu. Bây giờ thích hợp phòng nào chị. Tại vì Vegas á là mình biết Vegas là một ngày nó 1 triệu cả ít nhất là 10.000 đến 20.000 người vô ra. Do đó phòng của tôi rất là mình phải book trước hết đó. Trời ơi, ngày lễ ngày Tết còn đi xe còn không có chỗ đậu xe nó chứ đừng nói là có phòng. Bây giờ nó đang mình suy nghĩ là nó giống như bên Đài Loan vậy đó, em đi đâu em đâu bao giờ bước. Đúng rồi, tại vì cái đó là không phải cái nơi mà em giống dẫn như đi, anh đi chơi em đi chỗ anh chơi, chơi. Em đi tới chị kiếm cái chị Thoa. Bây giờ mình thích hợp ở chỗ nào là mình kiếm. À chị nào? Vô Trump, mình không có đánh bài thì mình ngựa ngựa mình lên Trump thử coi coi nó có rẻ không. À mình lên ông Trump đi. Lên Trump đi nó rẻ lắm. Ừ, tại vì chỗ đó không có đánh bài thì nó sẽ cho rẻ. Mình qua chỗ ông Trump đi, đúng rồi. Kỳ này mình qua chỗ ông Trump mình ở đi. Chị vô Trump Tower đó, chị coi thử coi. Tại vì chỗ đó không có sòng bài thì nó sẽ rẻ mà đâu có tụi mình đâu có nào biết đánh bài đâu nè. Có bên của Leon không mấy đánh tiền luôn. Tôi kéo máy thôi. Từ nhỏ tới lớn. Tôi đi hát tôi chỉ kéo máy vài chục trăm chơi vậy thôi. Ôi hành trình đi đến Las Vegas còn xa quá. Không biết khi nào mới đến đây. Chúng em cuối cùng không biết có chỗ ăn chỗ ở không, hoang mang quá. Chị Thoa ơi, chị lột cái bánh Nhật Bản của em nó đi từ Việt Nam qua Nhật xong rồi nó mua bánh cho em đi chị. Cái này á? Đúng rồi, okay. Lấy cái đó đó. Bởi nó nói chị... bánh gì ngon lắm, chả biết bánh gì. Bánh gì lạ vậy? Bánh gì ạ? Mochi. Ồ cái đó ngon lắm nha. Rồi vậy hả? Ăn cái đó cũng ngon. Ôi để bỏ luôn cái hộp này luôn. Cảm ơn Lâm Chí Thuận. Để cho chị. Coi tôi cái hộp. Ôi cái này ngon nè. Này nhưng mà Nhật Bản nó làm mà ăn tao nhã lắm chứ không tao cũng bị mập đâu. Let's see. Tokyo, from Tokyo. Còn Nhật nó bán đồ ha, nó gói ghém rồi nhìn đẹp lắm vậy. Như cái gói quà. Cái này đẹp quá. À cái đó bánh chuối ngon á. Ê cái đó lấy cho em miếng đi. Em thấy chú thì em vẫn ăn. Tại sao mình đi Las Vegas lần nào cũng cho mấy gà trái chuối. Mỗi lần em có trời, nè bánh chuối nè. Nghe nó ngon lắm luôn á. Chuối nè. Đi lên sòng bài ăn chuối cho nó đuối. Ủa sao nó đuối? Là tụi em đã được đi thưởng thức đồ ăn. Okay, ha. Ủa sao bánh hỏi không thấy mà lại bún gì Leon? Đây. Cái này là bên đây. Bánh hỏi là bên này. Này là thịt gà nè. Còn bên này là món gì đây? Thấy rau không vậy? Nhà mình chụp Thúy Nga vừa lên lấy Las Vegas là có khách mua đồ. Cầm liền trong tay $1,000, lát nữa đi vô kéo máy à. Dạ, nó đưa chị kéo giùm cho. Phải không tôi đâu. Hôm bữa chị thôi dạy chơi 21 nút.
21 lượt. Oh, thank you. Còn nhớ hả? Ba Bình là con biết 21 nút. 21 nút, nút lớn nhất, nút nhỏ nhất là ăn. Đó, cái đó đâu Leon đâu có biết chơi cái đó. Tôi đang nói kéo máy, còn mấy người kéo thẹn, kéo nút. Trời ơi, mà chơi bài ba lá, chơi bài cào, không bài rồi. Không phải, Leon không biết. Không Leon phải. Chỉ biết bỏ 25 xe đều giật á. Leon tay chỉ thích kéo kéo kéo, kéo lên kéo xuống vậy thôi à. Kêu tôi làm đó là chết. Chết. Kéo bên kia mà nó ôm một mình. Đây là thịt bò hả? Thịt bò, tôm. Ô, thế từ mấy người chưa ra ăn? Không ăn hả? Có chứ, ngang cứ. Nó mấy người kia kìa. Người nào? Mấy người nào? Bạn. Đâu khách người ta mua đồ, người ta đâu có ăn với mình đâu. John, ủa cái casino này là đẹp đó nha. Nổi tiếng đó. Cái này là phòng của mấy người này đúng không? Cái đâu hai thẻ em giữ thẻ thôi. Cả nhà ơi, Nga đang lên Las Vegas. Phía sau lưng là bạn trai của Nga đang được đẩy đồ vô cho Nga. Ủa có đâu mọi người cười. Đó là niềm hãnh diện của tôi mà. Tôi khoe bạn trai mà mọi người cười quá vậy không? Bạn trai tôi râu ria được không? Đang chúc mừng nha. À, ở đây quần áo bán dầu mọc tóc mà. Thì giờ tôi đưa ông về, tôi cho ông xài dầu mọc tóc của tôi là biết ông có tóc làm sao? Nay ông đòi ẩm tôi lên thấy không? Ông thấy Nga ngồi bệt dưới sàn á, ông nói là mày có cần tao ẩm mới lên không? Đó, chị thấy. Ông đưa bàn tay. Vậy tao hỏi ông muốn mọc tóc không? Thôi, tôi không giúp hỏi. Đây là cái cảnh đi lên một cái... chỗ nghỉ ngơi, không biết cái phòng này có đẹp hay không. Cũng may là tụi em đã book được phòng. Được rồi. Ủa cái bên phòng Leon là mấy giường? Một. Cho Cao Thành với Bình qua đó đi, tụi mình ở đây. Thôi đừng có tụi mình, tôi sợ. Leon sợ tối nay thì ít dâm. Leon ác với tôi quá à, tôi sợ tiếng ngáy của Cao Thành. Rồi trời ơi tôi sợ quá. Leon ơi, chẳng lẽ tôi qua tôi ngủ Leon chứ tôi sợ. Trời ơi cái phòng Leon đẹp quá vậy. Còn hai cho tôi đi nghe. Ồ một mình Leon cõi vậy đó hả? Sao sướng vậy? Sao đi, tôi đi vào cây sành mà tôi có đi tôi sợ ám ảnh cái tiếng ngáy của mọi người không ạ. Ok lên. Ok. Ủa sao mất bình sao nó thêm đồ vô. Đấy, phòng rộng rãi ghê nha. Phòng đẹp chứ bộ, Win mà, mình đang ở Win mà. Turn on AC á. Nó on rồi đó. Biết mới nãy tao bút cha nó 4 giường đi một mình tôi nằm phòng cho rồi. Ờ mà sao nãy không tại sao. Yeah, just throw them on the ground for us, please. Ờ, thấy thấy bạn trai nghe chưa? Tươi không? Bố sao rồi không thử? Chơi ca lăng chưa? Bạn trai ca lăng. Điền về thôi hả? Ừ. Nó điện nó vậy thôi đó. Không cho em qua một góc lên nào. Hi. Pomegranate please. Small. Vừa vô tới casino là đã đòi ăn rồi. Nga ăn gì? Vanilla. She want on the phone. Đó, không Nga cũng thích ăn cái khách gì nè Leon ơi. Không, tôi ăn vanilla thôi. Bên ăn không? Anh ăn không? Rồi, Nga muốn ăn chia. Không, Nga ăn cái cup y chang vậy nè. Bạn như Nga nè, bà chọn đi. Vanilla. Only vanilla. Đó, ăn vậy thôi. So pale, đấy. Leon là ăn dưa hấu hả? Pomegranate. Là trái lựu. Morning cả nhà ngủ ngon không? Sáng hôm nay là sáng hôm sau rồi. Nghe em hỏi câu đó mà chị muốn đứng lên á. Đấm cho em vài cái. Ủa sao vậy chị? Trời ơi, đêm trước á chị mất ngủ vì nhạc rap Việt nó làm cho cái đầu chị bùm 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 bùm. Còn đêm hôm nay á em biết sao không? Sao chị? Em nằm bên đây, 2K nằm bên kia. Cả đêm á,
chị đã khó ngủ chứ cả đêm mà cứ thay phiên nhau. Trời ơi, cả đêm như vậy á, ngủ không nổi luôn với tụi em luôn á. Chị quay hướng nào chị cũng bị hết á. Hướng nào chị cũng chết rồi hả? Ừ. Coi như là chị khóc, chị báo cho chồng chị đêm qua chị bị hiếp dâm chưa? Đó, đó, chị mới nói đêm qua bị ba cô hiếp dâm, từ chết đến bị thương luôn. Bây giờ nàng ngủ dậy bơ phờ quá. Cả nhà nó nằm ngủ sung sướng, nó dậy nó mặt mũi nó tỉnh táo. Mình giờ này đâu có tỉnh táo cái khỉ gì đâu. Em không có tỉnh luôn đó chị. Em giờ phải dậy nè. Lần đầu tiên đi Las Vegas mà phải làm đẹp từ sáng sớm. Nhưng mà em biết sao không? Tức quá, sáng nay mình đi xuống mình mua cà phê không mua cho đứa khỉ nào hết. Mua mình uống chơi vậy đó. Vậy hả? Ừ. Uống. Vậy mà còn dám khoe ha. Ờ, vậy mà còn dám khoe mình gọi cho có lệ thôi. À, hôm nay Nga trang điểm sớm đi đâu rồi Nga ơi? Không biết đi đâu luôn mà. Ừ, Nga có hẹn với trai. À, có hẹn với trai, có trai trẻ đến đón. Trẻ. Nên là phải make up cho thiệt là đẹp. Nói không? Thấy không? Làm lên là khác liền. Nó nói là làm đi không chịu làm. Làm là phải đẹp rồi. Bây giờ người ta muốn nhìn lắm rồi ta không được nhìn. Bà lấy cái gương, mượn cái gương hộp phấn á, cầm coi đi. Nga, sao to vậy? Hôm qua chị chưa trang điểm là có người muốn cua hơn rồi. À. Hôm nay mà trang điểm chắc không phải một anh mà chắc cả tá đến cua hơn quá. Hôm qua là đi uống cà phê là đã có cái ông người Trung Đông muốn vớt đi rồi đó. Người Trung Đông hả? Đâu phải người Trung Đông. Không biết, em đâu biết người gì, thấy râu ria quá là em kêu Trung Đông. Em phải nói là người Đông Trung. Ở nhà ơi, hôm nay tụi Nga lucky quá, đến Las Vegas có cô gái này là từ Cali, với cô ở hai nơi. Make up hai nơi luôn. Make up ở Las Vegas với lại make up ở Cali. Trời, nếu ai mà ở Las Vegas gọi cô này make up được nè. Mấy cấp dễ thương quá. Mình tên gì vậy em? Tên là Amy. À. Amy. Này là Zinta, bạn Zinta. Zinta dễ thương. Dễ thương quá. Dễ thương á. Đẹp á Bình. Chị chưa bao giờ mà bị bà Bình á. Em chắc Bình bạn chị em bới tóc lên đi. Bới nhìn sang hơn. Bà này bà thả tóc ra bà không có ấy đâu. Không thả được. Nào giờ mình cũng thả tóc. Không, bây giờ là chuẩn bị nhìn. Thôi bây giờ bốn người tụi mình make up hết cho ra Leon té xỉu hết luôn đi. Chị là cần làm tóc. Bảo là bây giờ là bà Bình làm chuẩn bị thanh chủng là Mimi on. Leon khỏe không? Ngủ ngon không? Dinner khỏe, tối thôi. Tối nay Leon có đi shopping hả? Có chứ. Giờ make up đẹp để đi shopping nè. Make up đẹp xong mình mang đồ ra sau rồi mình đi shopping. Leon, tóc của Nga quánh rồi đó ha. Leon, hôm qua ngủ ngon không? Nghe từ cho anh ra cái chuyện. Biết vậy tối hôm qua tôi xin qua bên đó ngủ ké. Vậy là không ngủ được luôn hả? Biết sao không? Thôi đêm thôi ngủ á, thôi quay qua bên đây thì nhỏ này nó thôi quay qua bên cả đêm mà cả đêm ba đứa này nó hiếp dâm tôi á. Hiếp dâm lỗ tai hay làm gì? Cả trên đến dưới. Em mà tính ra cũng đỡ lắm á, mà nó không có vô nổi. Trời nửa đêm muốn đi qua gõ cửa phòng Leon. Anh ơi, rồi tha cho em đi nha. Rồi tới giờ này tôi còn đang bị ám ảnh nè. Uống cà phê em chưa tỉnh hồn. Trời ơi, chị đâu có đâu mà ám ảnh. Chị bình tĩnh đi, cuộc sống nó vẫn bình thường mà. Trời ơi, em bị cái đầu em nó lung linh đi rồi em biết. Trời ơi, chị Thoa hôm nay chị cũng làm đẹp luôn hả chị Thoa? Làm đẹp chứ, người ta cứ kêu mình là giống tomboy thôi. Hôm nay mình phải ra nữ tính chứ em ơi. Ai cũng nữ tính chẳng lẽ mình không nữ tính. Ủa chị, bây giờ tomboy tụi nó cũng make up ầm ĩ chứ đâu phải là tomboy là không có make up đâu chị Thoa. Vẫn biết như vậy nhưng mà từ trước giờ chị đâu, chị không make up nên hôm nay. Nè chị muốn thử coi chị đẹp cỡ nào không? Chẳng lẽ ai cũng đẹp nên không đẹp không được. Chị thấy không? Mình cũng phải bon chen chút xíu. Nè, bây giờ lát nữa Ca Thành làm nữa là đủ nguyên bốn người rồi. Ca Thành thì cho xin hai chữ rồi đi. Hôm qua mà ra ngoài tiệm khách đi mua phấn á, Bình
Bình đẩy cho cá thì nó vê cá phải chui liền chứ uống được. Đấy thấy chưa? Nè. Ôi, đắp bằng nè hả? Đêm qua Nga đắp rồi đó. Đêm qua Nga đắp xong Nga đi ngủ luôn. Để về đi ngủ á? Không, tháo ra xong đi ngủ luôn. Thôi làm biến dưỡng cái gì lên mặt thích lắm. Ừ. Làm biến đó là dành cho những người lười biến như tôi. Cá quá đến mất ngủ thành ra nó khi da nó xấu về đắp bằng nè. Ừ. Giá sầu nó về đắp bằng nè. Ủa đắp lúc nào xong nói tôi để tôi quay trời. Trời ơi, vô đi đắp nè. Vừa đắp xong rồi lên năm đấy. Đắp bằng nè có được năm em. Quá trời đồ. Tối nay chị muốn thử. Tối nay chị muốn thử cái gì không? Tối nay chị là muốn thử. Chị muốn thử. Chị muốn thử cái gì? Không. Hơi bị đẹp nha. Hơi bị đẹp ha. Thì em nói chị mà. Bây chị giờ, không, bây giờ chị không có đi ấy đâu, bây giờ chị phải đi giống như mình. Làm cái tóc thì nhìn chị phải đi, chị phải đi. Nhìn lên nó khác biệt. Bây giờ phải đi eo ẹp lắm này. Đó, đẹp không? Ủa bữa hôm đám cưới con chị có làm không? Không luôn. Hôm đám cưới hả? Không làm gì luôn. Có chút chút thôi. Thôi chị không có răng rồi. Hôm nay á, hôm nay lên Las Vegas chị đi ăn sáng mà make up coi ba sống ngược đời người ta không. Không, tại vì em nên tụi chị mới làm. Ôi nè không, Bình đẹp nè Bình, thấy không? Tôi nói mà sang trọng quá luôn á, chủ cả quá. Ôi, rồi Leon Vũ có làm luôn không? Kêu Leon làm đi. Leon nói hết giờ rồi, phải trả phòng rồi. Tôi tắm mà tôi nghe tiếng Leon lanh lảnh ở ngoài. Có gì vậy? Anh ơi Leon có muốn make up không? Không. Chị tôi đâu có cần không? Đây nè, thấy không? Sáng nay lịch trình có mình mặc tôi làm mà cuối cùng ba mặc luôn. Đâu bà mặc bộ đồ đó, đứa nghe rồi ngồi nước cởi đồ sao được? Tôi make up xong tôi chồng tới giờ nè. Trời ơi. Còn tí đồng hồ mới bỏ cái son lên thôi à? Chị hả? Ừ. Chị xong rồi. Quần áo đâu? Đi shopping mà thay đồ. Mặc đồ chưa? Đó chứ mặc gì đó, vậy là mặc đẹp vậy chị đi. Làm mặc vậy mà mặc đồ như tomboy vậy hả? Ừ. Tối mình mới đi đẹp thì mình mới thay đồ. Còn bây giờ đi chơi cho nó thoải mái. Tối là tối chị mới thay sơ rê. Nghe cầm mỗi tay được. Mỗi giờ coi như hôm nay là khách sạn tiền casino lên giá hết nha. Hôm qua là mình được giá rẻ nha. Tí nữa em mở hay là bây giờ mở luôn? Em tí nữa, tí nữa bé nó uống. Tí thì để đây cho nó đi. Em tin hôm qua lên á, đi lên xe hỏi chứ. Rồi ở đâu vậy bà Bình? Tôi đâu biết đâu, tôi chưa có chỗ mà. Muốn xỉu rồi. Hôm nay cô make up vô làm mặt sỉ. Thay vì một mặt mà làm tới 30.000 mặt. Nga bao chốt. Chính nên là Nga order đầu tiên mà cuối cùng Nga bị bao chốt. Rồi uống xong cho nó khỏe người mọi người ơi. Cái ngày nay mình đi shopping nha. Nay chương trình là chuẩn bị cái xe nó ngập tràn bảng hồng rồi đó. Trời ơi Nga nó mang theo mấy hũ sâm mà ngày hôm qua bà chị của nó mệt chết luôn mà không thấy nó nói năng gì hết á. Bây giờ sáng hôm nay nó mới lấy ra nó uống. Em quăng sau xe em tưởng mọi người để ý. Trời đất ơi, chị là người cuối cùng lên xe nha em. Làm sao mà chị biết đằng sau cốt nó có sâm. Ủa mang rồi cái bia chi rồi có uống đâu trời. Thì đó, tự nhiên qua lên uống ai cũng ngủ cũng nghỉ hết trơn, trốn hết trơn. Rồi đem qua biết mấy giờ mới ngủ nha. Nè, nè mang chai bia lên để xỉn mà không ai xỉn được hết á. Nhịn Nga thì ai cũng quản hồn rồi xỉn gì nổi nữa. Trời ơi, cái vỏ mua cả ngàn bà tưởng gì nó đựng ba bồ lon con tán của nó không? Trời ơi, Leon phải qua sắp xếp đồ cho Nga kìa. Dạ không, em lấy cái vỏ em bỏ bia cho chị. Ồ vậy hả? Thôi, đừng có bỏ bia Leon, vỏ cả ngàn luôn. Coi nè. Còn hơn bà bỏ bùi lon con tán của bà nha. Xếp bia vô đây nè. Chúng ta đã có một gương mặt rất là mỹ mãn. Con cái mascara nó hơi cơ. Dạ mascara bên dưới dành cho nó thêm. Cái lông mi đẹp quá. Trời, lần đầu tiên lên Las Vegas mà làm điệu quá vậy. Được kẹt.
biết làm điều để làm gì, nó đi ăn sáng rồi về ngủ tiếp. Trời ơi, gì vậy má? Sao má không nói là ngày mai ngày 9 để con làm ngày mai? Trời đất ơi, trời ơi, bà chưa lên tới rồi bà đã kêu người ta make up rồi. Tôi đâu có biết. Tôi thì ngày thôi. Trời ơi. Rồi make up lộn lộn ngày 9 là sao? Giờ em làm sỉ đi, em làm 2 ngày em tính nhiêu tiền đi em. Có cái gì vậy? Làm mặt đẹp quá, xong bà Bình mới thông báo hôm nay là event ngày phụ thôi. Nhưng phải ngày 9, mai ngày 9 còn rảnh lắm nha. Bình ơi, mai tôi không có đi nữa đâu Bình. Xong rồi đó Bình. Mai là thấy tôi đi về rồi đó, tôi giận rồi. Là một đứa nào cũng ôi, cảm ơn bé Emmy rất là nhiều. Em kêu cưng. Tin tưởng em. Số điện thoại em số mấy vậy để cho khách Las Vegas book em nè. Số điện thoại em hả? 657-877-9989. 657-877-9989. 9989 hả? Dạ đúng rồi. Số đẹp của mọi người, củ củ phát củ mọi người nhớ ủng hộ em mì nha. Ở trên này mà kiếm người make up cũng hơi bị khó lắm á bà con. Casino ban ngày đẹp quá mọi người. Ai đến đây cũng selfie chứ. Đó, coi cái group này selfie quá trời selfie nè. Ủa hôm nay Bình đẹp quá, chị Thoa đâu rồi? Hôm nay lấy xe rồi. Ôi nay ở đây đẹp lắm nha mọi người. Hôm nay đi lên Las Vegas và được làm đẹp nha bà con. Mà đã vậy còn ở mỗi ngày một chỗ nữa mới ghê chứ. Đây, chúng em đã vừa selfie một loạt hình ảnh xong. Bây giờ tụi em sẽ bắt đầu lên đường đi tiếp nha mọi người. Nay không biết đi đâu rồi. Nên Las Vegas lúc nào trong tình trạng không biết đi đâu và làm gì. Nhưng mà cuối cùng tốn tiền muốn chết luôn. Bình này đẹp quá Bình ơi. Giờ mình đi ăn điểm sống của Hồng Kông nha. Mà sao chị mặc đồ kỳ vậy Thoa? Tại vì chị thích bụi mà. Bây giờ mình đi shopping, shopping đẹp thôi. Thì giờ đi ăn nè, giờ đi ăn nhà hàng Hồng Kông đó. Ôi có cái xe lạ quá Leon. Ôi cái xe ngộ nghĩnh gì? Rồi vô. Hai người chứ đi. Ủa sợ ba người hả? Ừ. Cái người chụp hình mới bị. Cái người chụp hình. Hả? Có chuyện gì người chụp hình nó lãnh, mình đâu có lãnh đâu Leon. Dạ xe mình tới rồi. Lần này đi thôi, cái xe chà bá luôn mọi người. Có tiền hay không? Ủa xe này hoành tráng. Đây là một cái xe to rất là đẹp nha mọi người. Xe đi êm ơi là êm luôn, thích ơi là thích luôn. Chị lái hả chị Thoa, không để Leon hả? Chị ám ảnh Leon lái không? Sáng dậy là 8 giờ rưỡi luôn, giật mình dậy. Giật mình dậy 8 giờ rưỡi. Còn kìa, còn có tiếng nghe nữa mà. Tính quăng lại sao?
quăng lại cái này đi rồi biết cái cảnh. Ủa hôm qua cái khoang nó vơi rồi giờ sáng người ta nó phun lại. Không thấy nó đầy ra. Cái gì? Hôm qua cái khoang xe là mang đồ lên cho người ta rồi đó. Rồi cái này luôn mua có đồ chạc pin trong đây nữa nè, thấy không? Hay lắm. Vali mà có đồ chạc pin luôn bình. Mát không? Cái đó mát không? Có mấy chục đồng à? 59 đồng. Còn nó đã lắm, nó chắc lắm. Mua đâu? Trong mua sồ rốt rồi đó. Rồi có đồ chạc pin chậm luôn. Cái xe này xe gì trước mặt mình vậy Leon? Xe nào? Đó. Không mò hả? Xe đó là xe electric. Xe lạ quá không biết xe giống gì luôn. Trước mặt chị Nga có một cái xe mà lạ mọi người, mà quá trời người bu lại coi luôn. Chị lấy cái mắt kiến bên em màu xanh bên. Ồ, cái xe đẹp quá nè. Mà xe này chở chắc được 2 người à. Chị lấy mắt kiến em bên không? Mình 4 người. Ồ, 4 người nha. Xe này ngon nè. Xe này để coi nó có tên đàng hoàng, để coi cái đẹp này. Thấy sáng mọi người bu lại chụp hình rần rần luôn. Rồi mình phải chụp quà đây. Ê, xe lạ quá hả? Ồ, Tesla loại mới đó nha. Ủa? Ủa thì cái Leon? Tesla đó. Tesla đẹp không? Vô là kèo trái hay phải? Quẹo trái. Mình đi luôn xuống dưới kia rồi. Chúng ta đã tạm biệt Casino Wing. Spirit Mountain chị quẹo cái nữa. Và sẽ đi đến một cái địa điểm mới. Ồ, lúc này đừng cho đây là chuẩn thận cái kia đẹp này. Kìa Mickey Mouse kiểu bà kìa mình. À đúng rồi kìa, chụp với chú Mickey kìa. Mickey Mouse thấy không? Cả hai con luôn. Mình đam mê Mickey Mouse. À. Hai con luôn kìa mình. Boy with girl. Giờ lỡ đi qua bên này rồi. Đây nữa nè, hai vợ chồng. Nhưng mà hình như chụp hình. Không, tụi nó cũng đi lãng giảng cả ngày. Lấy tiền đúng không? Ừ, đúng rồi, nó lấy tiền chứ. 5 đồng như. Tụi nó make up, dress up lên để mình chụp hình, để nó lấy tiền mà. Mà tụi này không phải của Disneyland, nó tự làm. Nó tự xin tiền. Nó tự xin tiền. Hôm nay làm này mắt sáng dễ sợ. À, Bình lần đầu tiên cuộc đời make up á hả? Mình nói chịu make up đâu. Nhưng mà bà thấy đẹp mà đúng không? Đây làm quá đẹp luôn á. Không biết nhưng mà thấy lạ. Nhìn tôi với bà giống như hai chị em vậy đó. Nhìn này với hai chị em. Đẹp dữ sợ chưa. Giờ mình làm gì làm mặt đẹp quá. Giờ đi ăn sáng, ăn cái chỗ nào rẻ rẻ rồi bớt tiền make up lại rồi đi về. Chứ sáng này đẹp quá mà. Hết mấy trăm bạc đẹp quá. Giờ phải ăn kiếm gì mà rẻ rẻ. Ăn kiên kiên. Ăn bây giờ mình mới ba người mà hết 1 vạn tiền Đài Loan rồi đó. Vạn rồi á. Ừ, 1 vạn á. Mẹ ba người bằng tôi kéo máy rồi tối tức không. Có gì mà nói không biết chơi bài đó. Không, tôi không có biết chơi, tôi kéo máy. Nhưng mà buồn buồn đứng kéo cũng mất phải không? Kiểu gì cũng cúng dường cho. Kiểu gì không, mình lên đây thì mình cũng phải cúng dường thôi. Đây nè, chèo thuyền đó, chèo thuyền nó nghe nhớ đó, mình đi không? Cái này mình đi chèo thuyền nó vui lắm. Ừ, vui. À, con phụ. Rồi, áo mãi con rồng đi lên. Đấy, con rồng, con phụng. Con rồng của mình. Con rồng của mình. Con rồng của mình, con rồng của mình nè, rõ ràng không? Con phụng nè. Không ai thua ai chừng á, mà mày qua khỏi chung tiền Leon là mừng quá. Nhưng mà chị yên tâm đi. Bây giờ mà có thắng Leon hay thua Leon cũng phải nuôi trai à. Số mình nó vậy rồi chị ơi. Quá Leon ơi. Đẹp xuất sắc luôn. Hôm qua Thúy Nga đi ngang qua đây, Thúy Nga nói rồng dễ đẹp quá, Leon cãi nó lại con phụng. Cái là cá độ. Sáng nay là nói là nếu mà ra mà là con phụng không á là nguyên đám này phải chung mỗi người cho Leon 100 đô. May quá không có phải chung nha bà con. Không phải chung. Anh Leon ơi em mừng quá, mém nữa em bị mất 100 đô với anh. Bởi vậy tự có rồng phụng bỏ con phụng bên này thật thường mà có con phụng là thấy có con rồng. Không phải, hôm qua là mình nhìn thấy cái đuôi. Thì tôi cũng thấy cái đuôi vải vải là tôi nghi rồi. Hôm qua là tôi thấy cái đầu con này bay, tôi bởi vậy tôi nói là con phụng. Nói chung là dễ cả... đẹp quá. Không mà dễ đẹp thiệt, dễ xuất sắc luôn. Xuất sắc mà thấy cái bông nó cũng có hồn dễ. Dễ đẹp quá trời đẹp luôn. Leon, cảm xúc của Leon là khi là phát hiện ra là mình không thắng con tua thì sao Leon? Nói chung là em rất là thất vọng bởi vì cuối cùng ra là không ai nợ ai.
chẳng còn nợ vì nhau. Tôi mà biết á, là có con rồng trong là tôi kêu David Copperfield lại che mẹ con rồng cho mấy bà nợ tôi rồi. Kêu David Copperfield có mười mấy ngàn chứ nhiều mà mình còn được ăn $100. Mà Leo nên nhớ là khi mà người ta vẽ con phụng là sẽ có con rồng chứ không bao giờ vẽ. Một là con rồng không nha, còn đã không mà tại tôi nghĩ chỗ này là nó bán đồ cho người lớn, đồ này kia kia nọ, và hiểu cho là con gái thì con phụng là tượng trưng cho con gái, nghe hiểu không? Nhưng mà rõ ràng là mình thấy cái đuôi con rồng quằn quằn mà. Tôi cũng thấy mà, đêm qua mắt bắt nhắm mắt mở mà tôi... Có ai uống cà phê không? Có. Cà phê Starbucks tặng kìa. Có luôn. Bà cứ kêu có mà bà kêu hoài bà không chịu uống, bà hư lắm. Không, tôi uống chút xíu à. Hư rồi nha. Hư thiệt luôn. Hư à. Nhiều khi bà chửi tôi hư mà tôi tưởng bà đang cởi ngựa không. Hư à. Quẹo vô đi chị Thò. Thôi. Quá rồi, khỏi. Đâu có Leon. Khi mà câu hứa, tôi tưởng là bà chuẩn bị đánh võ đánh lộn với ai. Trời ơi, tự nhiên kêu bà Thoa lái xe chị, bà khó quá vậy, uống Starbucks bà cũng cho nữa kìa. Trời ơi là trời. Bà chị uống rồi. Không cho luôn hả? Không cho luôn, tao nói không, bà chạy thẳng luôn kìa. Ờ, ác gì trời. Bị đi cả đêm rồi giờ mình phải đi lại. Sao chứ. Bà ác gì bà Thoa. Trời ơi. Uống. Mai mốt chị đi chị phải mua cái đồ mà nhét lỗ tai á. Chị có nè, chị còn không mai em cho. Đâu, win. Win kìa. Chị có muốn gì không em? Chị có muốn đồ nhét lỗ tai không? Cho mượn đi đêm nay. Có, nhét. Có. Không thôi, nó chị nhét được cái gì vô cơ thể chị, chị nhét luôn đi chị Thoa ơi. Chứ đêm nay còn mạo hiểm. Đêm qua ngáy tốc độ nhẹ thôi. Đêm nay. Cái level nó mới lên. Không là tính ra nhà có ba đứa này, ông nội ngã trộm nó cũng dám vô không nữa. Trời ơi chị, cả đêm chị cứ năn qua năn nại. Chị biết ở bên Mỹ này nè, thằng ăn trộm ở bên Mỹ này, ăn trộm nó vô nhà mình mà nó có thể thưa được mình á, chị tin không? Là làm phiền nó quá. Không phải. Ồn ào quá, nó không ăn trộm. Ở Mỹ có một ông thằng ăn trộm, ông chủ á. Đi đâu vậy? Đi thẳng luôn. Ăn 7.7 nữa xin lắm. Sao ông chủ ra Leon? Chị thấy là cái public parking ở Mỹ có ông chủ, ông ngủ ở phòng khách á, thằng ăn trộm nó vô nó ăn cắp cái tivi. Mà nó hụt chân cái nó té lên người ông dựng hai cái đít nó cái mà nó thưa ông harass. Mà thấy nó ác vậy sao không? Ông ngủ trên cái sofa là nó vô nó chụp, nó chôm cái, nó giật cái tivi mà bị dướng sợi dây điện thì nó chật chân nó té lên người ông giật mình vậy, ông chụp hai cái đít đó. Ông thưa nó trộm cắp, nó thưa là ông harass nó, thấy không? Xong luôn. Xong quầy giống luôn. Vô là nó nói ổng là cố ý sợ. Kìa, có đường Tài Quan kìa phải không? Twin. Twin. Động xong ra Tài Quan make up nó làm gì. Giống như Sana Twin á. Con make up chị mà che mẹ con mắt nó. Chốt đơn quá, cuối cùng chị Bình mua được mấy bộ vậy chị Bình? 2 bộ. Ở đây đồ nó sale sẵn rồi đó Bình. Nó đâu có sale nữa đâu. Cái hiệu này đồ nó cũng đẹp lắm. 2 bộ đồ này tối nay đi mặc sự kiện nha. Ơi bị đẹp nha. Cái này mặc nó ôm, nó siết bụng dữ lắm. Cái này mặc nó ôm bụng. Nó thử là cái áo này nó nhiều tiền.
Hôm nay đi shopping outlet ở Las Vegas. Yeah. Ủa, ly nước của tôi đâu ta? Đây nè, của okay. Leon nè. Go ahead, ma'am. 3,600 lát cây gạch Boulevard có mail mấy. Vụ sự kiện Leon phát I'm sorry, go ahead, say it again. Cái thẻ của mình. Ổn hết chưa Leon? Nó đang... Ờ, tự nhiên tôi đang mua Starbucks cái tôi nói ủa sao cái gì mà tự nhiên account của tôi là có zero balance. Mà tôi nhớ ngày qua tôi coi là 10.000 mấy đô, bà hiểu không? Ừ. Tôi vô tôi coi nó lấy tôi 7.259 đồng 99 Walmart. Cái này sao nó lấy được hay vậy ta? Nhưng mà mình báo băng là nó hô lại rồi không Leon? Giờ sao nó vẫn còn pending. Là nó chưa có go to. Nhưng mà chị biết sao nó phiền một cái là nó không hỏi em, nó không alert bao nhiêu đó tiền. Cái đó này nhiều quá. Nó không alert mà nó lại lấy tiền saving nó transfer qua cho đủ để nó lấy. Chị hiểu không? Là tội gì ghê vậy? Con. Cái nhà băng nó transfer tại vì nó không muốn mình bị cái overdraft fee. Là có nhiều nó lấy cái tiền nó từ trong saving luôn. Qua bên checking để nó trả cho cái thẻ. Ghê không? Thường thường đó, mình set cái limit á, là sau cái limit đó là nó phải gọi mình. Không, Wells Fargo, Bank America là nó gọi em, thí dụ như có gì mình có ok hay không, approve hay không, mình yes. Cái này nó go vậy đó. Chị cũng có Wells Fargo nhưng mà thường thường nó alert chị lẹ lắm. Chị phải trả tiền thẻ, trả tiền cho hình như giờ này chắc không đòi tiền đâu, coi thử coi. Thấy người ta ra, mình cũng ra. Tự nhiên bị... Cái đợt trước Covid đó, ai cũng tự nhiên lấy thẻ em 2.500 đô luôn. Tự nhiên cái nó gửi về cái bill, nó nói là mày thiếu 2.500 đô. Mình ra mình nói với nhà băng lên, mình nói ủa tao đâu có xài thẻ này lâu nay. Cái nó ok vì mày bị hack thẻ, tao đóng lại thẻ, cái mình không có bị mất cái số tiền đó. Tại, mà cũng là thẻ credit thôi, Leon mà cũng bị nó hack nữa. Debit á, giải quyết nó dễ mà nó đi thẳng vô nhà băng mình mới là cái nguy hiểm. Chứ Phong hỏi Phong như thế nào? Ghê quá. Phong tối, Phong nhỏ, Phong mà còn bị. Nhưng mà tụi nó có truy tìm được cái người mà lấy thẻ của mình không Leon? Sao truy tìm được, nó dùng thẻ nó vô Walmart.com là nó order trên mạng mà. Mà nó mua cái giống gì Walmart có mẹ gì mà tôi nó mua cái nó lấy tiền mặt hay nó mua gì mấy 7.000 mấy đó. Trời ơi, Walmart mà nó mua 7.000 mấy chắc nó mua nguyên cái dòng họ trong Walmart quá. Thiệt chứ, Walmart có cái gì giá trị đâu mà mua. Tôi nghĩ là nó kiếm lại nó lấy tiền ra nó thôi. Nó cash out á. Tôi nghĩ là nó cash out nó ra. Nó có cái đường dây nó cash out. Để nó lấy tiền ra. Nó xài đó. Kiểu gì đó, chắc gì. Ghê quá ha, nó lấy từ saving, checking mà nó vô tới saving nó lo. Không, nó lấy từ trong checking nhưng mà nếu mình set up mà transfer từ saving qua checking á thì nó transfer cho mình để mình không có bị khao sau khi mình xài nhiều mình bị phạt á. À bữa giờ Leon thường có thường là nó phải có cái limit. Cái limit là ok, nếu mà mình transfer cho trong một ngày mà 1.000 đô hay bao nhiêu á là phải báo cho mình alert. Leon nhưng mà bữa giờ Leon có quăng cái thẻ đó. Tôi không có dùng thẻ này luôn. Tại vì tiền thẻ này chỉ trả tiền nhà thôi, chứ còn ngoài những tiền khác là tôi không có đụng tới. Đúng rồi, mình phải chia cái thẻ nào cái xài thẻ này xài là gì mỗi tháng nó lấy tiền nhà với tiền giống như tiền solar đó. Ừ, để thôi, để mình nhà, biết solar, mình tiền xe ba cái thôi, còn không bao giờ tôi đụng tới, bởi vì khi mà nó làm gì là tôi biết liền. Đúng rồi, Nga cũng chia ra vậy. Thời buổi này mà xài nhiều thẻ là một nè. And đưa thẻ cho người khác mua đồ dùm cho là hai là dặn mỏ luôn. Thì đó chị, em có đó chị. Ừ. Bữa hôm cái hai vợ chồng nhỏ kia đó. Ừ. Bữa chị kia giới thiệu đó. Trời ơi, nó vô nó gặp em cái mà nó quất quen cũng khá khá. Chị nhớ chị còn hỏi em là còn cái thẻ nào hay không. Em cứ nói là không cái cuối may cùng mà mình phát hiện mình báo Ben đó. Uh-huh. Nó lấy cũng ngàn mấy luôn á quý vị. Nói chung là bây giờ là rất là sợ luôn á, rất là sợ. Nga thì rất là dễ tin người. Ừ. Cũng chỉ là đưa cái thẻ nó em cầm cái thẻ em quẹt giùm chị cái mà nó quẹt mà nó chụp được cái hình cái thẻ nó cũng hắc nó lấy tiền nha luôn quý vị. Tại bây giờ vậy nó không phải là nó lấy tiền mà nó dùng cái thẻ credit của mình nó mua tầm bậy bạ đó. Ừ. Rất là ghê. Em bởi vì cái này là chỉ một chút mình phải để ý nha. Thẻ nhà băng thì biết đừng đưa ai, Nga thì nhiều lúc hay bị cả tin đó. Lần sau em có đưa cho chị nè. Ủa mà nha, mình xóa một cái là nó báo tin liền chứ. Cái gì? Nó báo liền chứ. Mấy cái thẻ credit trên mình đâu có biết đâu. Nó báo liền. Không, tại vì nó khôn lắm. Nó mỗi lần nó chặt chút chút.
em hiểu không? Nó không có chơi cái bộp một cái như trời ơi, tới kỳ mà gửi cái bill về, nghe nói giờ mày gửi mày pin cái bill về cho tao đi là mua cái gì? Nó có mua chút chút cái lít vậy là mà 1.500 mấy luôn. Ôi dễ sợ thiệt, có hai vợ chồng con đó nó ma mảnh dễ sợ luôn á, mà nó còn gài em mấy trận á, mà hơn sao tự nhiên cái ông trời sao đó nó tính làm em rồi đó, mà nó tính ăn thịt mấy cái thầy em rồi đó, mà sao đó tự nhiên cái nó chưa kịp làm đó là mình biết nó luôn á. Cũng hên là mình biết, mình không biết rồi. Thôi rất là sợ nha. Mình giới thiệu bạn bè cho người ta toàn người tốt không á, tới người ta giới thiệu cho mình trời ơi toàn cỡ người ta không luôn. Tốt hơn đừng tin ai thôi buổi này nha. Sợ. Hồi xưa cha mẹ mình nói gì đồng tiền gần khúc ruột gì đó. Đồng tiền là liền khúc ruột, nó đâu có liên quan đâu chị. Thì mình cứ giữ tiền của mình đó, mình không đưa cho người ta. Tụi em đang sao? Đi shopping, nói chung là em đang bơ phờ, mặt rất là buồn ngủ, ngơ ngáo ngáo. Lúc Leon mua cho ly cà phê uống đang tỉnh dần lên, cái Leon báo là trời ơi Nga ơi, tôi bị Ben nó hack cái thẻ hết 7.000+ đô luôn. Tự nhiên cái em tỉnh luôn quý vị. Trời em tỉnh mà giống như giờ em dựng tóc gáy luôn á. Chuyến đi Las Vegas nào thấy không? Chị Thoa mới hôm qua mới nói sao đợt này Las Vegas mình đi mình không có chuyện gì hết nghe hơn rồi. Giờ Leon ăn vô khúc chị. Hình như nó chị đang bấm cái số gì á. Đợt trước đi Las Vegas á hai đợt thì nghe có hai câu chuyện. Đâu có, chị phải bỏ. Đợt này á đi Las Vegas thì Leon. Ý em nói là cái nhưng mà không sao quý vị, bên Mỹ là bà mình báo băng á là mình không có bị mất cái số tiền đó. Mà Leon á là bị mất từ cái thẻ debit thì là cái khả năng là phải vài tháng sau nó mới trả tiền, nhưng mà nó đang pending thì nó hô lại, nó đâu bị mất đâu Leon. Cũng hơn đó Leon, nó là tụi nó chưa rút ra kịp với Leon, có nghĩa nó đang pending, nó đang hô mà chưa có sao đâu, chắc không đến nỗi nào đâu, hy vọng là ổn nha. Nói chung cuộc đời mình mỗi năm mình phải có thêm một bài học, bài học để cho tỉnh hồn tỉnh con ý lại. Nói chung là mỗi năm là sẽ có một bài học. Giờ là con rồng hay là con hiên, con phượng này. Chẳng còn gì nữa, con gì cũng bây giờ là mình là trăm tuổi bị tuổi con lừa. Hay là tôi không phải tuổi rồng mà tôi tuổi con lừa, đi đâu tôi cũng bị lừa hết trơn. Thôi bây giờ chung kết lại nè, thì hôm nay đi shopping là Leon có mua gì không? Không phải không? Buồn quá sao mua được. Chị Thoa gì chứ nhăm nhem gì chứ cũng mua lắc chuỗi đồ. Thúy Nga thì cũng mua cái lắc luôn nữa. Và Bình lắc. Thì mua nhiều nhất. Rồi bà Bình mua được hai cái áo coat đẹp. Tôi đang tính lấy cái áo đó là bà hốt luôn rồi, thôi nhường lại cho bà đi cho rồi. Nói chung buổi lắc với gắt ngày hôm nay câu chuyện nó hơi đượm buồn một chút. Không sao. Hơn, thật ra là hơn á, trong cái rủi có cái may là nó đang pending thôi thì chắc không đến nổi đâu Leon. Nó còn đang quay trong chóng ở trên trời. Thì có nghĩa là mình không bị mất đâu Leon. Chắc chắn là sẽ không mất luôn á. Tại vì khi mà ấy nó còn phải điều tra nè, ok tao đâu có ký cái quỷ gì đâu mà chính xác. Trời ơi, chữ ký của tao rất là quan trọng. Nhưng mà nó dùng từ cái PayPal. Nó lấy từ PayPal ra luôn. PayPal ra, cái này là nó, tôi biết là chắc là cái này là có người biết cái PayPal. Inside rồi. Inside job. 844-373-496. Cái này là thêm một cái tin buồn nữa. Không có phòng tiếp quý vị. Trời biết vậy mình giữ cái phòng bên kia. Trời ơi, trong khi cái phòng kia mình thuê quá được luôn thì những cái trả giờ qua đây là tụi nó lại không có đưa phòng nha mình. Ủa sao kỳ vậy, chuyến đi này cứ tính ra tưởng êm đẹp mà cũng bão bùng ghê nha quý vị. Leon thì đang rối não lên, đang gọi cho nhà băng đây. Thúy Nga mới nãy vừa chia sẻ một câu chuyện này cho một người bạn. Thì người bạn đó mới kể là ôi Leon là bị ít đó. Có một cái anh kia anh bị gì vậy? Anh bị á không có phòng. Không có phòng. Cho Thúy Nga hả? Đâu có. Hết mình luôn. Mới đầu á là mình đăng ký một hai cặp mình thôi, là hai đứa mình thôi. Mình với Hà Thành một phòng, Leon phòng nó nói ok, giờ nó lại là cái phòng Leon nó lấy không được luôn. Cuối cùng giờ phòng Thúy Nga không có luôn, giờ nó mới báo. Rồi đó, vậy là giờ sao? Ok, let me talk to. Thì nói nó giờ đưa. Cứ ngồi trên xe đi.
mình không có đầu ở đây được đâu, mình sẽ làm cản trở người ta quá mà toàn tin buồn. À, Nga mới vừa chia sẻ một câu chuyện của Nga đó, của Leon cho một cái người bạn nghe. Thì người bạn nói trời ơi, có một cái anh kia đó là bị nó hack thẻ mà nó lấy 230.000 quý vị. Nó lấy sạch luôn. Nhưng mà được cái là nhà băng bên Mỹ nó hay cái chỗ là khi bị hack thẻ như vậy mà nhà băng nó vẫn chịu trách nhiệm. Nó vẫn đền bù lại. Chứ mình không bị mất số tiền đó. Mà mình bị nhức đầu. Còn nó lem mà nó còn lem vô cái gì tùm lum la chứ. Đang bị loạn. Leon đang bị loạn trí tâm. Tại vì bây giờ nó phải throw everything. Tại vì nó leak cái information ra, nó phải đóng tất cả mọi cái. Đóng băng luôn, đóng băng lại luôn. Đóng everything lại, làm lại hết. Nhưng mà nãy Leon kịp thì phải chuyển tiền qua một cái tài khoản. Sao liên lạc với người ta chưa? Chứ không có đứng đây được đâu nha. Đứng đây lâu không được. Bây giờ mình phải ra. Bây giờ mình đậu xe vô đại vậy là không có thay đồ luôn hả? No. Đâu mình đi vô sự kiện mình phải thay đồ chứ. Bây giờ kêu ổng xuống liền nè, gặp mình ở ngoài. Để coi làm sao chứ giờ là còn không là phải đi vô cái khách sạn. Không, mình lên một cái phòng này kìa đi. Ừ, mình lên rồi cái phòng. Lên phòng kìa đi. Để mình thay đồ mình trước lấy chứ. Tiền lại chứ. Nếu mà không được thì mình lấy tiền lại mình đi phòng khác. Lấy tiền lại bây giờ người ta đã thuê rồi mà sao người ta trả tiền lại cho em được hay? Giờ quán đồng người ta chỉ thuê được có một phòng thôi phải không? Ừ. Đúng rồi, giờ vào đây để mà thay đồ. Thì bây giờ là cái phòng mà tụi em thuê á, tụi em họp ở đây là tụi em phải ở đây. Còn tụi chị không có phòng thì tụi chị phải đi chỗ khác. Nhưng mà em tối nay muốn livestream với Thúy Nga tại sẵn đang make up là làm luôn. Thì livestream xong thì chở em trở lại này, nó đuổi nè. Dạ. Yeah. See. Ôi ơi, I can't believe chua cay quá. Ngày nay sao chua cay lạ lạ vậy trời. Em đi vô nó em gặp nói chị phải chạy vòng vòng chứ chị không đi được. Một là đầu xe trả tiền cho nó. Trời ơi, đi rồi chị mà không ấy thì không báo chứ khỏi với ấy. Sự kiện rối ren quá. Chưa biết lên cái sự kiện sao mà em thấy rối quá, rối luôn. Leon là rối quá, Leon đi ra ngoài luôn rồi. Leon. Yes. Leon mới nói, ủa sao giờ vừa mất tiền mà vừa bị homeless không có chỗ ở nữa. I need to get out, I need to back out. Bị rối ren luôn. Yeah. Đã có một cái kết đẹp và đã có phòng nha quý vị. Và đang ngồi một cái view, ở một cái view để ăn tối. Một cái kết đẹp là mỗi người một phòng. Nói chung là chương trình đi vô Las Vegas đợt này nó hơi rối nhưng mà cũng không sao quý vị. Cái kết cục là cũng khá đẹp, là Nga đã có một cái phòng đẹp rồi, enjoy đêm nay. Nhỏ sao Việt này nó giống như model ha, dáng đẹp vậy trời. Cũng gì? Nó đi nhiều quá nên nó đẹp. Cũng gì? Có nó cao. I need help with tequila, mojito. Trà xanh cho em kêu trà xanh. Regular fine for now. And it's salt, okay? Yes. Ngày mà ăn tới 8 bận luôn. Cái này là nó có makeup không? Leon ơi, cái này là cũng casino mà Leon. Cái sầm bài đồ ấy sầm sầm mà. Ở đây casino. Đấy, đúng rồi, trong đây là casino. Hotel nào cũng có cờ bạc đó. Không phải cờ bạc. Ở cái Las Vegas này á nghe, chỗ nào cũng casino và nói chuyện mà nói vui nó quê giống như 1+1 là 2 vậy. Tại mới nãy bà Bình mới nói khách sạn. Khách sạn bên hông, casino bên kia. Hilton là khách sạn, kế bên Hilton là cái casino, nó dính với nhau. Ủa là tình hình cái vụ 72.000 ok chưa? 73.000. Chưa. 7.300. Mà hơn là nó chỉ đang pending, nó chưa rút khỏi nhà băng mình thì nó stop được. Rồi thấy không? Nó nói mà hơn quá trời hơn luôn. Không chưa, tại vì bây giờ giờ nó chúng chưa trả cho băng em cũng đang chờ. Tại vì cái đó tiền để dành của tụi em, của con em rồi này kia. Giống như mình không đủ bên đây là nó lấy bên kia nó đắp vô cho đủ. Everybody. Vậy là cái người nó lấy tiền của mình nó lấy không được đúng không? Nó chưa lấy được.
Nó đây không được gì, từ pro to free sẽ làm sao luôn. Tôi gọi hết luôn, tôi gọi mới hết pin luôn á. Nay mấy người này từ Đài Loan qua phải không? Mà ăn dữ vậy? Mình đang sổ quý tộc mà sao ăn móc dữ vậy? Cái này avocado. Bút từ cho bà nhịn đói tháng luôn quá. Ủa, có viết tâm tư gì trở không vậy? Không, drama đó. Chứ bà tâm tư, tôi nghĩ tâm tư của bà là cũng đủ rồi. Cái này là lấy trái chắc. Đúng rồi. Mới đọc cái tin buồn ở trên chuyến bay buồn đó. Em có tin tập được của anh được hay không đó? Không được. Cái này đồ mễ mà. Tôm chiên là cream với cái này wrap thôi mà. Cái gì ăn cũng được á. Cả nhà ơi, chúng ta hãy cùng nhau tỏa sáng kim cương cùng Thúy Nga và tìm hiểu thêm một số cơ hội không thể tuyệt vời hơn tại tiệm Kim Hoàng BJ Luxury Jewelry. Bạn đã sẵn sàng để trúng thưởng cùng chương trình bốc thăm hấp dẫn này chưa? Mua kim cương giảm giá tới 50%, trang sức cao cấp Italy giảm giá 65%. Đến ngay tiệm BJ Luxury Jewelry nằm trên lầu Thương Xá Phước Lộc Thọ, và giải thưởng siêu VIP chính là một chiếc nhẫn kim cương US One trị giá đến 5.000 Mỹ Kim. Wow, nghe mà choáng váng quá đi. Ngoài ra còn 10 giải thưởng đặc biệt hấp dẫn khác đang chờ đợi quý vị. Ngày sổ phiếu chính là vào dịp Thanksgiving ngày 25 tháng 11 năm 2023. Livestream trực tiếp với Thúy Nga, trang sức kim cương giảm giá đến 65% vào ngày thứ Bảy, ngày 9 tháng 9. Đừng bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Để biết thêm mọi thông tin chi tiết, hãy điện thoại cho Philip qua số điện thoại 714-473-8244 hoặc 714-726-9911. Hãy tỏa sáng kim cương cùng với nghệ sĩ Thúy Nga tại BJ Luxury Jewelry.